Hôm nay theo tôi về Thanh Hóa câu cá rô phi nha. Mày chạy à con? Ui, ui, hai con sắp đôi luôn. Hai con. Ê, hai con đã quá anh em ơi. Này dự kiến là hôm nay tôi phải câu cỡ tầm 30 kg anh em ạ. Ui, ui. Tôi mới mướn chú này đi bán cá giùm tôi anh em ơi. Hôm nay tôi sử dụng cây cần Kaiwa kiếm vũ lý 3m6 5H, phao mắt lé số 2. Hôm nay mình sẽ sử dụng cán CNF mini nha anh em. Mình phối thêm 1/3 hũ bột câu cá ngũ vị hương. Mày chạy hả con? Quá đã anh em ơi. Ôi con phi đen thui. Quá đẹp tuyệt vời. Mày hả? Bành phao hả mày? Ê. Ui con này to. Ui giời ơi. Cá phi chả bá nữa rồi. Bàn tay xuôi của mình này. Mày hả? Ôi, sảy luôn. Mày chạy à con? Ui, ui. Ui, chắc hai con quá. Ê, một con, phi chà bá luôn. Quá đã. Chạy à con? Chạy à mày. Ù, con nào con đó? Một lứa à. Cá rất là đẹp. Mắc giọng luôn. Mày chạy hả con? Ui, 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 phi chả bá lửa luôn. Trời ơi, chạy thì ghê. Đứt lưỡi luôn. Hai con nhà mày đứt lưỡi con. Tụi mày dành ăn hả? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Cá ăn mạnh quá, cậu gạt nó đứt cả dây, đừng còn một lưỡi cấu luôn. Mày hả? Chạy hả con? Này dự kiến là hôm nay tôi phải câu cỡ tầm 30 kg anh em ạ. Chạy hả mày? Chạy hả mày? Cá phi tự nhiên chạy rất là khỏe nha anh em. Đó. Ui con này bự này. Rất là bự. Ê, con này meo quá. Quá bự anh em. Phi chả bá lửa luôn. Hai con, hai con. Hai con sắp đôi luôn. Hai con. Ê, đã chưa? Quá đã anh em ơi. Ê. Hai con. Ê, hai con. Đã quá anh em ơi. Phi tự nhiên mà ăn sắp đôi kiểu này thì sướng bằng con gì bằng nữa.